cần thủ câu cá nhỏ. Kéo mà không tuôn nổi máy rồi. Để nào mà nghe đặc biệt. À, giải cá nhỏ có người câu, nó câu bằng tay tí xí nè. Mấy cò rồi đó. Cá nhỏ. Ăn lưỡi rất, thôi nha. Rất. Biết cái gì nữa nè. Giật rồi, giật đi là nó dính mồi vào. Không cậu... được. Cậu cứ giật đi là thế nào, cái con nó dính vào mồi mà. Đó, ôi trời ơi. À điều, đáng luôn. Trò này vui á, mình đang làm lưỡi. Làm lưỡi kiếm cái dừa, cộng cộng cái dừa. Có cần dừa cậu mới sướng à. Giật díu con. Cái này mà quấn lưới mà phát hết luôn. Đó, đây, có gì, có gì. Ăn lưỡi ăn ngon vậy. Rồi. Nghệ thuật á. Vợ Nhật á, nó làm cái hồ con trong rồi. Ồ, cái thật. Anh bọc cho nó kêu kêu á. Ui, đào. Cái này mang về là bó rồi. Chim không à. Toàn chim mà. Chê. À, chê. Ồ, con chê vàng ươm này. Chê vàng ươm à. Đã. Nó chạy. Trời ơi, chạy. Con này cũng phải 3-4 ký nhỉ? À bây giờ mới 3-4 lạng.